Hello, xin chào quý vị khán giả. Bữa nay Sang đã có mặt ở dưới dòng người Kiên Giang. Ở đây ở đây bệnh viện nữa. Ở đây là gì anh Tân? Vì Vĩnh Thạnh, Cần Thơ chứ. Nó giáp với An Giang, nó giáp với An Giang hả? Dạ. Vĩnh Thạnh xong mình đi bọc lên tuốt đâu chứ, dưới gạch sỏi mình đi ghe vô đây. Chạy ghe vô đây nãy giờ mất hết gần 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng, đúng 2 tiếng đồng hồ luôn. Đi Sang chạy cano vô. Hello, xin chào. Ở đâu nhà đâu? Dạ, ở dưới cầu Bình Tiền á, ở sát cây cầu á. Cây cầu á hả? Dạ, rồi đang chở nữa, nhà nước đang chở nữa thì ở dưới cầu á. Rồi mấy hai vợ chồng với hai chồng đứa con đi là. Ở đây là con ngủ hả? Dạ. Ngột hả? Con có bầu mấy tháng rồi? Dạ, 7 tháng mấy á. Rồi ở dưới là cầu giờ lên đây hả? Dạ. Cầu với An Giang phải không? Dạ, ở dưới cầu mấy năm. Với Trần Tiền, cái Trần Tiền là quê của tôi dưới á. Anh bố là cái danh dậm mua được cái miếng đất. Bây giờ bệnh dịch á, giờ nhà tôi mấy tháng. Cho nên mọi người tự nhiên đừng có gì hoanh tay gì hết trơn á. Trời ơi, tội nghiệp chết. Nhà mình mấy người? Dạ, 4 người. 4 người thầy hả? Dạ. Còn người nữa? Dạ, nó là đi dắt lớn nữa. Ở luôn uống hả? Dạ. Thì mình ở ở dưới Sài Gòn, dưới vợ cậu Sài Gòn hả? Dạ, Kinh Tiền á, dạ. Ở cầu dưới cầu Hội Hạt 2 á, Kinh Tiền á. Là lại con chó nó ồn á. Kinh Tiền á. Anh chạy ra lại con chó nó ồn á. Rồi cho nó cột nó đi là giờ xong vô nó sẽ. Dắt nó ra ngoài đi. Đây là cho cái máy này nó ở đỡ hả? Rồi ở dưới cây cầu dưới là bao nhiêu lâu rồi? Dạ mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Giờ hai chồng dọn về đây. Dạ. Dọn lại mua đất này mẹ con Hùng rồi. Hai mẹ con Hùng lại mua đất 2 3 năm nay. À. Dạ. Mua đất này nhiêu tiền? 65 triệu. 65 triệu. Dạ. Thì nó được ngang nhiêu dạng nhiêu? Dạ bà ngang năm rồi về hết đất. Ngang năm dài hết đất, hết đất là bao nhiêu cơ mấy? Dạ, 4 mấy mét. Rồi 6 mấy triệu cũng rẻ rồi. Dạ. Rồi giờ ra gia đình mình làm gì nha? Dạ, cũng đi làm mướn á. Đi làm cá mướn này kia. Xong rồi đi trên thành phố làm cái bệnh dịch 4 năm tháng. Cái mẹ, ba mẹ thì bệnh. Mẹ bệnh sao? Mẹ bị bệnh đau cột sống, đau cột sống với hàng cân tọ. Còn ba thì bị thở cột sống. Chồng thì không có gãy hàm. Gãy hàm cũng cũng là 2 năm nay rồi. Con thì mang bầu á. Rồi bệnh dịch này giờ không có nhà có cửa. Cái về đây phải cho cái trái ở đỡ. Sao hai mẹ con khóc vậy? Xúc động, gặp chú xúc động. Sao gặp chú là xúc động? Dạ con theo dõi cái kênh của chú nhiều lắm. Câu bạn thằng con mở ra coi. Bữa nay không ngờ gặp chú mà. Dạ. Gặp chú ngoài đời mừng lắm. Lúc trước coi trên mạng thôi. Rồi gia đình bệnh tùm lum hết trơn vậy rồi sao? Cũng bây giờ 4 người mà vợ con 2 người, 3 người bệnh này giờ con mang bầu, vợ chồng con để dắt lúa. Con thì cũng sắp sanh rồi, 7 tháng mấy này. Giờ bệnh dịch về đây đâu có làm gì được đâu. Giờ mình có tính cái phương án nào để mình đi trị bệnh nữa gì đâu? Dạ không có tiền. Không có tiền không hả? Nuôi trong dịch đi hả? Không cho phải nuôi á. Nuôi dịch lắm, cho tháng rồi. Ngày 4 người nhà thu nhập kiếm được nhiêu tiền? Dạ không, kiếm mò cá kiếm được 100 mấy vậy đó. Đi mò, một bữa có chê đăng hôm qua. Ờ. Dạ, đi mò cá, bắt cá, cá cho về cho dịch ăn. Chứ giờ làm nặng làm nổi. Làm đi nuôi gà. Đi chơi gà nuôi. Dắt lúa được cây lúa để dành cho dịch. Ê, ông xã vô đây ngồi. Vô đây anh.
Anh này thì mỗi khi anh làm cái gì? Trước thì đi nuôi gà đó. Thì sau này bị thái quá cuộc sống rồi. Đi nuôi gà xong thái quá cuộc sống xong cái vậy luôn. Giờ làm không nổi nữa, hai chồng làm nổi. Giờ làm không nổi. Gà tới giờ bị nhức nhiều quá. Rồi đọc gà bác sĩ nói giờ bị viêm nặng luôn rồi. Dạ, viêm cuộc sống. Giờ mới thấy chị Hữu Quốc Nam kìa, mẹ sắc, không có cầm sắc nữa. Bị dịch gà luôn buông, không có cầm sắc. Đi làm tốt ngày à. Dạ, đi làm là bữa nay đó, mấy chú xuống á, con mới ở lại, không có đi. Giờ bố tối bốn người, hai chồng. Dạ, hai với hai đứa con dạ. Ở chung cái chồng cái láng này. Dạ. Mình có dự định cho cái sau này để làm gì? Dạ, cái thứ nhất là con mà được mấy chốn hàng chăn nuôi chứ làm không nổi. Dạ. Giờ với nếu mà có vốn thì dạ. Chăn nuôi. Dạ. Dạ. Với có cái nghề hấp tấp này kia đó thì có cái tiệm dạ. Làm đây loại ra sống hàng ngày được. Con thì bây giờ đó có bầu 7 tháng rồi, nay mai nó sanh tiền bạc tới nơi nữa để ổ nữa. Tại bệnh dịch 4 năm tháng con mất kẹt trở nó con mới về quê ơi. Nếu mà từ đây tới Tết mà gia đình mình không có sự giúp đỡ của mọi người thì giờ sao? Dạ gắng chịu thôi chứ sao giờ tới đâu hay tới đó. Con này đứa thứ nhất hả? Dạ đứa đầu. Gắng cố gắng đừng xúc động, đừng có làm nặng nhiều quá nó động thai con. Dạ. Giờ cái vấn đề giờ gia đình khổ quá, số phận mình phải cam chịu, nhưng cái quan trọng là mình luôn sống lạc quan. Dạ. Phải sống lạc quan để mình vượt qua chính mình. Dạ. Bằng tất cả những cái sức lực của mình, chỉ có mình mới cứu được mình. Dạ. Còn tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân người ta giúp trong cái lúc cái ngặt. Nhưng người ta không có giúp mình được cái lâu dài. Yeah. Cho nên con đường lâu dài là chỉ có mình mới giúp được mình thôi. Dù cái số phận mình nó khó khăn nghèo khổ, mình chấp nhận cái số phận, mình chấp nhận cái nghiệp của mình, nhưng mà mình sống lạc quan, mình vẫn sống theo cái cách mà gieo hạt giống lành. Dần dần nó sẽ được xóa mà cái nghiệp của mình để mà mình vượt lên chính bản thân mình. Gia đình có ước nguyện gì không? Dạ, ước nguyện cắt được ở nhà với được mấy giống nuôi vịt nuôi gà vậy đó. Nhiều nhiêu đó thôi. Ước nguyện cắt được nhà mừng lắm. Nhỏ lớn chứ có nhà ở. Từ nhỏ lớn giờ không có nhà ở hả? Ở đậu ở này cái lang thang không? Dạ lang thang mấy thứ thấy vậy gắn làm hai mẹ con mới hồng tiền lên ghế á. Ngọt khẩu trang ra đi không sao đâu. Để chứ. Hồng lại rồi mua. Con cũng nhận con ngọt khẩu trang ra đi không sao. Từ nào tới giờ là dạ, vợ chồng dạ. Nhỏ chính bản thân mình rồi dạ. Nhỏ luôn lớn ở dạ, từ nhỏ lớn luôn tự bơi chải luôn ở dưới gầm cầu không dạ. Dạ. ở dưới mà mình ở đậu ta với mình không có đất á ta chửi lên chửi xuống này kia rồi thấy vậy mới thấy vậy thôi gắng đi làm mà thấy vậy thôi buông đi làm Sài Gòn rồi mới bằng cái kêu như dễ mới lên làm bệnh giờ thấy gắng làm với cái nó lầm lầm dạ cũng mới mắc năm ấy dành dụm 3-4 năm cái nào nó tìm chú với anh trên YouTube đó rồi dạ, nó tìm cho nó câu hỏi chị cái này do chú Nam Sen dạ. Xuống ông quyết định chú mới tiếp được cái hoàn cảnh thì thấy nó khổ lắm đó. Tìm coi tối hạn bắt lên mở thôi, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh gia đình mình dạ. Gắng cố gắng cái gì cũng vậy giống nãy mình nói dạ. Mình giữ cái tâm mình an dạ. Thì mọi chuyện nó sẽ an dạ. Đừng mình đừng có bị quấy động tâm. Thì rằng trong cái cuộc sống mưu sinh á, cơm áo gạo tiền cực khổ, mọi thứ cái cũng lo yeah. Mọi thứ cũng gầu yeah. Cho nên thôi bây giờ bữa nay tôi đến đây cũng đủ nhân viên với gia đình yeah. Anh Tư ơi dạ đây bây giờ em sẽ trao cho anh là 50 triệu dạ yeah. Để lo các cái nhà cho gia đình này dạ yeah. Thì cái 50 triệu này là chắc cái tiền của gia đình của chị Phật tử Huệ Hiền Trân Thành thì có gửi em 50 triệu để đây để dành nó gặp hoàn cảnh nó khó khăn nhân viên cho họ để họ có cái nhà
để mà che nắng che mưa làm cái nơi nương thân. Thì nói chung với trong cuộc sống mình đó thì ăn cơm mới làm việc, chưa mấy chục năm rồi từ nhỏ tới lớn sống lang thang rồi. Mà những khoảnh khắc đó là mình tuổi thân không? Dạ, đủ cảm tuổi giác với mình cũng ước quá, nó không sắp cắt đứa nhà lỡ mình á, sau này mình mất con cái cũng có nhà ở, đi ở đậu cũng khổ lắm, đi ở mấy shop từ nhỏ lớn đi ở rồi này ở rồi kia đó, đi làm đây là mướn. Bữa nay gia đình của chị gia đình của chị Hải Hiền á, Trân Thanh gieo duyên cho mình cái ngôi nhà mới dạ, này. Thì cảm xúc mình sao? Dạ con mừng lắm. Nhỏ lớn giờ nó ước hoài nó cháy với đám xuống cắt được nhà mừng lắm. Thì mình có lời nào nói với lại gia đình của chị dạ, tử đó. Cảm ơn nhiều lắm. Chân thành. Dạ. Thì đây thôi bây giờ đó, em trao cho em Tư 50 triệu nữa lo xây dựng hết cái nhà dùm cho em á. Cái bữa nay thu quỹ không có thôi con nghĩa thì giờ là cái dây nó là làm nhà đó. Ừ, thì bây giờ anh Tư thì anh bị bệnh rồi. Thì anh Tư giữ quỹ á, bị bệnh rồi giờ anh Tư Thanh giữ dùm cái tiền. Ở này là 40 triệu nè. Không cần. 40 triệu rồi. Nói chung thì nhà hảo tâm cũng an tâm. Tại anh em tôi đây nghĩa đây để trao tay cho gia đình cầm cái cho mừng rồi, nhưng mà tiền này cũng phải trao qua bên cho cái đội xây dựng. Rồi xây dựng người ta xây dựng nó trước luôn. Anh Tư Thanh làm tất cả mọi thứ là không có lấy tiền công. Anh sẽ làm, nếu mà dư tiền á thì anh gửi cho gia đình để mua sắm này kia nọ. Còn nếu mà là thiếu mấy anh tự bỏ tiền vô. Cho nên cả nhà cũng yên tâm. Bây giờ thì cái phần này ngày hôm nay thật sự ra đến đây thì tôi đã coi hình ảnh ở nhà này rồi. Đúng rồi, đến đây giờ nói chung là làm những cái năm thì biết rồi đó, chọn những cái đối tượng mà thật là đúng, tại vì đồng tiền của Mạnh Thường Quân đưa về mình phải làm sao cho nó xứng đáng. Đây, đây 50 triệu nè, gia đình nữ cầm này không có, tôi xúc động số tiền lớn, bệnh mà không có kiếm được số tiền được 5 triệu không? Số tiền này mừng lắm, bệnh mà kiếm số tiền này khó kiếm lắm. Tiền là để xây dựng nhà, cái nhà này mình làm được nhiều anh? Thì nó khoảng đó chú, thì nó có dư thì mua bếp ga, thì vừa rồi mới làm vừa rồi đó là cái nhà nó để coi vật tư trên này sao, ở dưới mình mua Kiều Dũng thì nó nói hơn. Tại vì ở đây dựng chuyển vô sao á? Thì để gian đi, thì... có cái nhà để xây sở. Thì ở đây thực sự là cái hoàn cảnh khó khăn nó nhiều gia đình lắm. Dạ. Chứ không nói gì nhà mình. Thì gán phải vươn lên. Tại vì con coi lúc bệnh dịch á, coi có chú à gì coi hoàn cảnh á, giúp đỡ bệnh dịch đó, khó khăn không có xe về á, không động đó, coi tới clip đó luôn á. Coi mà nhiều khi gặp clip của người ta là cũng sức động á. Gán lên ha. Dần dần sẽ vượt qua. Bây giờ gia đình mình nó không có bỏ sót clip nào. Bầu nè. Rồi hay là lấy số của ai? Gia đình có đồng ý đọc cái số điện thoại mình lên đây không? Đồng ý không? Đồng ý mà lấy số ai? Lấy số con. Lấy số con phải không? Dạ. Giờ chú dặn nha, khi trước khi đọc cái số điện thoại mình trên này. Dạ. Thì cô chú anh chị có những tấm lòng nhân ái, người ta sẽ chia sẻ trực tiếp đến gia đình mình. Chú bây giờ chú không có nhận tiền tại vì đường đi xa quá, nó mất cái thời gian. Mà việc cái gia đình nó thì cần trong cái lúc này. Còn nếu mà giờ chờ chú quá nhiều việc, chú đi lung tung tỉnh đó đấy, về chú đi phải miền Đông nữa. Thì cho nên nó gọi cho gia đình, nó gia đình có thể nhận trực tiếp của mấy quý ân nhân. Còn bên cạnh đó chú cũng dặn luôn, có một số người đó, họ lừa đảo, họ gọi vô họ kêu mình phải đọc cái mã thẻ
mã thẻ là không đọc, mình chỉ cho số tài khoản với lại tên của mình là được rồi, tên ngân hàng, số tài khoản, tuyệt đối không đọc số chứng minh nhân dân, ha, để tránh cái việc mà họ lợi dụng, nha, rồi cũng không có cho cái nick Facebook cho ai, nha. Ai muốn giúp thì cô chú gọi trực tiếp cho mình vô cái con có đi làm cái tài khoản đi. Rồi cô chú nào mà giúp đó, mình cho cái số tài khoản của mình, người ta tự gửi vô chứ không có cung cấp gì nữa. Những cô chú mạnh thường quân người ta biết, người ta gửi vô thẳng trực tiếp. Còn những người lừa đảo họ hỏi lung tung, họ hỏi lung tung kêu mình nhập cái này nhập cái kia, chứ phát không có nhập mà cũng không có đưa đúng cái số tài khoản của ta thôi, nha. Và bữa nay gia đình có được về rồi, yeah, cũng vui rồi. Yeah. Anh tên gì? Anh tên Dẫn. Dẫn hả? Dẫn. Yeah. Còn chị? Dạ, tên Bưởi. Năm nay nhiêu rồi? 43. Còn anh? Năm nay là 49, tuổi sổ Bình Châu. Còn con? 23. Còn 23 tuổi rồi. Yeah. Con tên gì? Con tên Thủy. Thủy hả? Dạ. Rồi giờ Thủy đọc số điện thoại, đọc lớn mà đọc chậm. Đọc hai lần cho chú. 0775320619 0775320619 Chú con tên gì? Tên Thủy. Rồi, quý cô chú anh chị có nếu có thương cái gia đình này thì mong rằng cô chú anh chị chia sẻ trực tiếp đến gia đình của cháu Thủy. Còn cái phần mà gia đình của chị Trân Thành á, Phật tử á, hỗ trợ đúng 50 triệu đồng này, yeah, để xây nhà. Anh Tư Thành với Nghĩa giữ dùm em cái tiền này, yeah, lo xây cất nhà, còn giữ cho nó khang trang dùm em. Yeah. Rồi nếu còn dư, gia đình cứ yên tâm nha. Yeah. Bên nhóm anh Tư Thành nó làm từ xưa tới giờ mấy chục năm nay á, rồi cả cái tỉnh Đồng Tháp cũng, yeah, như là anh An Giang ai cũng biết hết rồi. Yeah. Thì nếu mà dư thì mấy ảnh, yeah, đưa vào gia đình, thiếu thì mấy ảnh, yeah, tự bỏ tiền túi vô thêm. Này mình hàng tặng cái giường được không chú? Cái giường. Thì anh tính đi, hàng cho gia đình cái giường đi. Nhưng mà chắc có lẽ cô chú anh chị của anh Thường Quân sẽ cho đó, người anh cứ yên tâm. Nha. Yeah. Khi nào mà người ta có gửi cho con giường á thì, yeah, con nói chú Tư không có công hàng. Cái vật tư này mua gần đây không? Dạ, vật tư ở đây cũng có mà đây cũng có. Cố gắng lên nha. Vô tới chỗ mình gần không? Rồi bữa nay thì như vậy cũng đỡ mừng rồi. Anh thấy sao? Ông chồng ở đây chơi sớm lên nữa. Dạ, cũng vui mừng được đó, giờ nó được có thấm giúp được cái nhà. Thành gì đó, thấm lên. Thì anh cố gắng nha, chứ giờ hỏi về kiểu này gió hỏi là thôi như rồi xong hết luôn. Dạ, mưa thích không, ở đâu có ngủ đâu. Nhà trọn vẹn là có mấy cái miếng này. Cái bao này bao gì? Bao lúa, để nó đi mặn đó là nó mua cho người ta. À, cái này là bao lúa hả thầy? Dạ. Cái dịch ăn, bà chị có cho được mấy triệu bạc đó nuôi. Dạ. Bây giờ có cho về đây. Nhà tài sản có mấy bao lúa? Nhưng tài sản không có gì hết á. Tài sản có mấy bao lúa là coi như là tài sản lớn nhất rồi. Cho tôi đỡ buồn rồi. Rồi, cái này người ta cho cái tivi hả? Dạ, bà chị mua phế liệu đó, bà cho tôi đỡ buồn. Nhà có tài sản này quý giá nhất rồi nha, cả nhà. Đây, lấy cái hình cưới của con gái anh với con rể anh ạ. Tài sản này quý nhất, cái loại tài sản này quý thứ hai. Ông Tài, ông Đĩa ơi, ta cổ quá, ông coi cho người ta trúng đập đốt đi, người ta làm ăn ngộ chứ khấm khá, người ta thay đổi cuộc đời đi ông Đĩa, ông Đài ơi. Này lên tôi đốt cho ông cây nhang nè, trước là kính lại ông. Rồi sau nữa là mong ông có bộ độ cho gia đình này luôn được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Ông Tài này là lúc mặn ở Sài Gòn á, dọn trong gốc cây á, rồi đem về tới vợ. Ở nhà có hai cái món này đó, cái hình cưới rồi. Mấy hình cưới ra đây. Đó, cái món hình cưới là tài sản quý, rồi với lại thêm cái bàn thờ tình đại địa nữa là tài sản quý lớn nhất rồi. Hai đứa nhìn mặt sáng sủa chứ bộ. Dạ. Đó. Rồi chồng con nãy con nói đi làm gì? Chồng con đi
Mai nếu mà chồng con về, mà chồng con biết mà có người lớn giúp tôi xây dựng nhà, chắc chồng con khóc luôn hả? Dạ, chắc chồng cũng mừng lắm, nói tự hỏm chú Thành cũng quay clip nói không biết hai vợ chồng mình, gia đình mình không biết nào có nhà. Đừng khóc. Cố lên bọc. Cái con nói chắc từ từ quay, có quay mà. Nói chắc từ từ có gia đình mình. Gia đình mình đang ở hiền lành, chắc từ từ cũng có ngôi nhà ở. Cố lên hai mẹ con, cố lên nha. Trong cuộc sống nếu mà chúng ta không phải sẽ gặp phải, gắng cố gắng, rồi dù mình có nghèo ở nơi hoàn cảnh nào mình cũng gắng cố gắng sống cái chữ thiện lành mà Đức Phật luôn chỉ dạy cho chúng ta, rồi chúng ta luôn thường xuyên tin tưởng nơi giáo pháp, mình sống là mình hành theo cái giáo pháp, rồi tất cả mọi thứ mình gieo cái nhân lành, dù mình nghèo khổ như cỡ nào đi nữa nhưng mà không sanh cái tâm tham, không sanh cái tâm ác. Mà sống với cái cách tâm thiện lành, trao cái tình yêu thương với các mọi nơi, chắc chắn mình sẽ vượt qua những cái kiếp nạn cũng như là cái nghiệp chướng của mình, và dần dần để mình xóa mờ đi và những cái đó để mà mình vươn lên. Đặc biệt là cái ý chí mình luôn có cái niềm tin về ý chí nha. Rồi gia đình của cô chân thân. Dạ, cô Trang Phan, con cảm ơn cô. Rồi. Con rất biết ơn cô. Anh từ khi làm xong để cái tên của gia đình của cô Trang Thanh lên trên cái bảng luôn. Chú chuyển cái... Gia đình Phật tử là Huệ Hiền, Trang Thanh. Rồi, chú chuyển cái đó không được đâu. Rồi. Con cũng hết khổ đó, gắng lo niệm Phật. Gắng cố gắng. Thì gia đình đó, thì nói chung là cũng khổ quá. Và quý cô chú anh chị nào không có thương á, thì thông qua cái số của Thủy, thì quý cô chú anh chị có thể giúp trực tiếp để mà hỗ trợ cho gia đình. Đo bao nhiêu à, chiều dài cũng 9.400 à. Con làm 10 luôn đi. Làm 10. Con làm ở nhà 10 luôn đi, tại gia đình 4 người, sau đó con bé này nó có hầu nó sinh nè. Con cái đổ này kia nữa. Làm 10 con ngăn ra 2 phòng. Làm 10 ngăn 2. Dạ. Nha. Anh Tư. Ráng cố gắng làm 10 ngăn 2 phòng để cho phòng vợ chồng nó, phòng của cha mẹ cũng được ha. Ráng cố gắng thì mình hạn chế mua đồ rồi, nói chung là có cái nhà nó rộng ra đi, có cái nhà được rồi, có nhà cho nó rộng ra. Cái trước tiên là mình nếu gạch mình khỏi hàng giường thì mình tích tỷ cái đó, còn mình ngủ chạch gạch được không? Cho chứng mượn là cái mắt. Dạ, dạ có chỗ ngủ rồi, cầu có chỗ tính mưa tính nắng được rồi. Thì cái nói chung á là anh Gán anh làm em là dài 10 luôn. 10 hả? Rồi, con làm 9 nữa. Cái cột đó, cái nhà tài trợ là ai? Cái nhà tài trợ hả? Ừ. Rồi để đó, để em đọc ra cho anh nói. Cái nhà tài trợ là chỗ của gia đình Phật tử Huệ Hiền Chân Thanh. Chân Thanh. Huệ Hiền Chân Thanh ha. Dạ. Yeah. Thì tôi cũng thay mặt tổ chức cùng mà bà gia đình khó khăn thì rất biết ơn Huệ Hiền ha chú. Gia đình Huệ Hiền và Chân Thanh đã giúp để mà cho 4 hộ được cái thoát cái khổ. Tại vì nguyên quá trình thì đã trình bày là ở dưới gầm cầu không à. Bữa nay thì nhờ cũng là cái phước được gia đình đã ủng hộ để mà mình hoàn thiện cái nhà để cho gia đình ở. Thì bên cạnh thì mấy con cũng nên nhớ, nhất là nhà tài trợ chú Năm Sen. Dạ. Tại vì chú cũng chờ cái tiếng nói của chú Năm Sen với Mạnh Thường Quân, mấy chú mới có tiền làm, tại vì cái công sức thì ở mấy chú gì đó. Rồi mấy chú cũng gắng cố gắng tại lúc này dịch bệnh. Dạ. Hoàn thiện sao mà sớm nhất để cho gia đình có một cái căn nhà ở. Dạ. Đó, con với thím cũng an tâm. Dạ. Để mà thì hồi nào giờ anh em tôi đã làm cũng lâu rồi, Mạnh Thường Quân cũng đã biết rồi, mình cũng không phải nói quá nhiều. Dạ. Cái gì đó. À, cô cũng lớn tuổi rồi. À, chắc có lẽ để chú gọi cho cô. Cho gia đình mình gặp nói chuyện với con nha. Nếu mà cô không có bận thì mẹ định cư đâu chú? Ở Việt Nam mình. Việt Nam hả? Chắc cô đang ngủ chưa? Cô cũng lớn tuổi rồi. À, để có gì để cho gặp con.
thôi gia đình dán cố gắng, còn cái đất của mình nó làm sao mình định chất sao chỗ hướng nào nghe lấy móc nào có móc cái nào này cái gì đây đổ vô rồi đừng có làm sát ngoài đó, tại dưới quê mà nó hay có cái dở đó, làm sát lộ cái nữa sao người ta phóng lộ ra, người ta dép cái bờ sông đã làm kênh đó và kè người ta lấn đường vô là sát cái nhà mình, cho nên mình lùi vô chút xíu còn nữa sau này đó, nó có quy hoạch người ta phóng đường người ta làm đường đó. Cho nên hình thử ra mình cũng nên đựng nên chất xác một bộ á. Lỡ người ta có làm mai mốt người ta có cái nhà lớn, cái làm con đường lớn là coi như là mình thua. Cho nên là mình lùi vô chút xíu không sao á. Mà nó an toàn. Mà lùi vô nữa sau này cái sân mình rộng mình cũng là dễ mình chạy ra chạy vô đổ này kia rồi nữa. Đó, còn ở đây mình nuôi gì? Dạ nuôi vịt. Chị hai má cho. Nuôi vịt ở dưới này hả? Dạ, nuôi dưới này nuôi 100 con. Rồi. Dạ cũng đi bắt ốc cho nó ăn. Rồi. Đi bắt ốc rồi. Dạ, đi bắt. Người ta cho vịt nuôi hả? Dạ, chị của bác thấy khổ rồi bây giờ vậy. Cho tiền nuôi. 100 con sao còn mấy chục vậy? Chết hai mấy con. Chết hai mấy con hả? Rồi. Rồi mình để lấy trứng bán hả? Dạ, đây cái này con mình bán trứng nữa, mình bán thịt nữa, chắc xanh. Dạ. Tại vì sao mình là mình gì mình tránh cái nghiệp sống gì á. Ai cũng khổ mình kiếm cuộc sống nhưng mà mình ráng cố gắng là mình tránh được nghiệp nó đổi. Sắp xanh đến hốt dịch để mà bán lấy tiền xanh hả? Thôi không nên đâu con. Nha. Từ từ đi cô chú anh chị nó giúp mọi nhà mình. Nhưng mà tốt nhất là khuyên đừng có bán dịch nhà mình tăng lên cái nghiệp nữa. Thà là ví dụ giờ nó đẻ lấy trứng dịch mình bán không sao đó. Đó. Chứ bây giờ mình đang khổ mà mình làm mấy người này nó thật sự bây giờ khổ quá không biết gì làm. Quá khổ mà không biết gì làm nhưng mà ráng cố gắng làm cái gì nó đừng có mình né cái nghiệp của mình. Mình kiếm cái nghề nào mình làm sao mà đừng có cái dính vô cái vấn đề sát sát sanh. Không có cái nghề hết tóc. Nếu mà được cái nhà cái các cái tiệm nhỏ cho ông cha ông hết tóc. Cái miếng đất mình về tới đâu? Dạ, tới mình đi tới đâu tới này nè hả? Tới chỗ đó sao? Chỗ đá nào? Đó. Mua 65 triệu ngang mấy mét? Dạ ngang tới 5 à. Ngang 5 mét về tới đâu? Đó tới chỗ đó. À, giờ tới cái bờ cỏ này vậy. Đây cái miếng cỏ nè. Giờ là hết rồi đúng không? Dạ. Còn bên này đất con đâu? Cho xin chai nước số uống được rồi, với lại đi đi ra đầu đường có đem theo nước. Dạ. Thì anh cũng làm tiền với lại. Thì mình không có nước trà cái xanh. Cái chỗ nào bán được tư. Không không, mà đừng có lấy nước ngọt. Dạ. Không uống nước ngọt đâu, nó. Ở đây chạy xuống kinh là được chứ. Ơi cái nhà. Ơi cái nhà quý vị có thể nhìn thấy cái nhà tổng thể đằng trước và đằng sau. Đó. Trong nhà thì không có cái gì hết. Thôi, chúc gia đình thật nhiều sức khỏe. Nha, em cố gắng lên. Chỉ có mình mới tự cứu lấy mình, vượt lên chính mình nha. Rồi cẩn thận sinh đẻ lỗ này kia nọ, đừng có làm nặng nhiều quá. Nha. Rồi có gì đó tôi gửi thuốc cho anh Tư ra ngoài. Rồi ngày mai chiều rảnh chạy anh Tư lấy thuốc nha, để gia đình uống.
đợt ở tỉnh qua tỉnh thuốc uống mà dịch đâu có cho đi được, không có qua. Khi mà làm xong rồi mình kiếm mượn cái phương tiện xuống dưới chở được phải không? Dạ được. Dạ được. Mình xe tải mình chuyển tới bến đò đó rồi xuống nó lấy. Dạ. Rồi một lần nữa thì sang thay mặt gia đình của cháu Thủy thì gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến gia đình của chị, gia đình Phật tử Huệ Huyền, chân Thanh. Thì với cái số tiền 50 triệu gửi đây cho Sang để mà tìm cái ngôi nhà nào mà giúp cho một cái gia đình nào đó để mà họ vượt qua cái cuộc sống, vượt qua cái sự khổ đau, cơm áo gạo tiền. Thì do cái số phận, cũng không ai mong muốn mình rơi vào cái hoàn cảnh nghèo khổ đó. Nhưng mà số phận thì mình tới đâu thì mình phải chấp nhận tới đó. Nhưng mà chính vì nhờ những cái đồng tiền ân nghĩa này, những cái đồng tiền thật sự phải nói là hết sức là ý nghĩa, để mà chia sẻ đến những cái hoàn cảnh kém may mắn, thì giúp cho họ vượt qua được cái sự khổ đau trong cuộc sống, để họ có được cái nơi nương tựa thì họ mới vững tâm trong cái cuộc sống. Mà đặc biệt là cái gia đình này là bốn người mà ở dưới một cái ngôi nhà thật sự là nhòm vô là không có cái gì luôn, thậm chí một cái bếp đốt rồi giờ cũng thấy nữa đó. Cho nên nó thì đã vậy thôi, thêm cháu Thủy nữa, cháu bầu đó, từ đây cũng 7 tháng rồi đó. Cái bụng mình cũng sắp sửa sinh mai mai nữa, giờ tiền nông gạo thóc thì cũng không có, nhà cửa cũng không có, rất là tội nghiệp. Sanh đứa là để từ từ nha. Để từ từ sau này mình thoải mái trong cái kinh tế cuộc sống thì mình hãy sanh tiếp nha. Tại vì khi sanh ra mình phải nuôi nấng còn tốn tiền này tiền nọ đủ thứ để cho con nó lớn đi con nha. Thôi chúc gia đình thật nhiều sức khỏe nha, rồi chán đi nha. Rồi ai có gọi điện thoại về thì nghe. Rồi về nha. Anh Tư Thanh có nói gì không? Rồi mình rút luôn. Thì thôi cũng xin lời, tại vì cũng thay mặt gia đình rất biết ơn, tại vì cái cuộc sống quá khó khổ rồi. Và bữa nay thì chú đem cái niềm vui, rồi cộng thêm là Mạnh Thường Quân mới cho tiền mình mới làm được. Nhưng mà cái này là gắng cố gắng. Ví dụ mình, ví dụ ông xã mà có uống rượu hay gì đó, con khuyên lo làm ăn, tại vì cái cơ hội nó đã đến với mình. Thì chú vậy đó, thì tìm cách nào để mình mưu sinh cái cuộc sống. Thì hồi nãy chú Nam Sang nói đó, thì người ta không phải là giúp suốt cho mình được, mình phải tự thân mình nữa. Thì quan trọng nhất là cái nhà mà cái cơ ngơi ổn định thì lúc đó mình lo cuộc sống nó dễ hơn. Thì cũng thay mặt gia đình cũng rất biết ơn hội thiện nguyện BDS cùng với Mạnh Thường Quân đã giúp 50 triệu. Thì tôi sẽ hứa làm như thế nào cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân chính xác tự động, tôi xin hứa. Thì Sang rất là cảm ơn. Rồi bây giờ mình tranh thủ mình xuống chạy ra cái đường thủy đi vô mất 2 tiếng hồ, chứ nãy đi dọc đường á nó dướng một bình nhiều quá, tụi em phải gỡ tí vô đây, em ở dọc đường ra một bên này, chạy đường này gần. Nhưng mà Nghĩa nó có cái tiện rồi. Ủa xe tải thì được mà sao Nghĩa nó nói? Không, để em đi đường cũ. Không có cái sau này. Không, không được. Không được, em có khẩu sáng tinh thông rồi. Vậy đó. Em khẩu sáng tinh thông rồi. Đó gì vậy, cái con thấy không? Tại Nghĩa này bữa hổm có đi coi rồi. Thôi, tại cái đó là xe tải nhỏ chở vật tư khác, cái xe mới xe bự luôn, xe du lịch nó khác. Nó dài lắm. Chú là khảo sát ở trên không trước khi chú vô đây. Đó. Nên là không được chú nó đi bằng đường thử. Xe ra 10 mét. Mình đi qua bến đò lấy xe. Tại vì chú cano của chú. Chú đem lên cano ha, giờ đi giờ giờ vô chú khảo sát đường nữa. Mình chạy đường à. Ok. Giờ đi qua đường cũ nha.
mình phải thả cái đó xuống được không? Dạ. Để con không có bầu đi xuống tàu không được. Nước cỡ này nó rồng lắm. Hai chồng con ở bên chòi bên đây. Dạ. Hai chồng ở chòi máy bên đây để mà à, sống đó. Riêng ở bên chỗ bên này. Dạ. Cất cái mò này người ta cho không? À, ở bờ sông á. Dạ cất lén á. Cất lén mình, à. Mình cất nhỏ thôi, nhưng mình cất bự người ta không cho. Vậy hả? Dạ. Rồi nữa làm nhà xong hai chồng dọn về bên kia ở. Ở đây là cái nơi mà ở đây là cái nơi mà hai chồng của cháu Thủy ở bên này đối diện cái nhà có cái chòi máy bên đây nha cả nhà. Thì hai chồng ở bên đây. Cái chòi này người ta cho cây. Người ta cho cây hả? Dạ. Cho cây con. Cắt hết. À. Chứ con chỉ mua hết cái sâu thôi. Dừng con mua miếng thiết này để con dừng lên. Dạ. Còn đây là ta cho hết. À. Rồi chuẩn bị ba đồ xanh đẻ chưa? Dạ có rồi. À, con bỏ nhĩ tay lên đây gặp chú. Dạ. Ê. Rồi ở đây bây giờ là chuẩn bị đồ xanh đẻ hết rồi đúng không? Dạ vì hai bà cho. À, bà hai cho. Dạ. Thì gắng cố gắng mốt ví dụ giờ chồng mình á. Dạ. Rồi trời lại chú xuống bích lình quá. Chú đi cano chú ghé đây từ ngoài quốc lộ chú chạy vô đây 2 tiếng hồ. Dạ. Đi cano chú. Nó gặp chồng á nó gắng cố gắng lo làm để lo vợ con. Dạ. Không có nhậu nhẹt nha. Dạ chồng con ít ít nhậu lắm. Vậy là quá tốt. Dạ đi làm mà ví dụ mà không có lúa giác thì đi mò cá này kia bán vòng vòng cho sớm ăn này kia vậy đó. Ồ vậy là giỏi quá rồi. Dạ. Rồi mỗi ngày nó đi mò cá nó bán được nhiêu? Dạ được 100 mấy 200 gì đó, mò qua cái chơi nó đâm ha. Ừ. Bấy hết trơn. À. Ba con cũng có đi mò cá không? Dạ ba con ở nhà coi vịt gà. Coi vịt gà hả? Dạ. Lâu lâu không có đi mò cá có gốc gì không? Dạ có, mà có cũng đi phụ mẹ, ví dụ mà chồng con đi dắt lúa thì con ở nhà con coi vịt này kia đó cho ba với mẹ con đi bắt ốc với bắt cá. Rồi gắng cố gắng để giữ gìn sức khỏe nha. Dạ.